Đi đơn hàng thôi. Có con thuyền đắm ở đâu nhỉ? Con này cần nấu. Đi sang hòn đảo khác thôi. Vàng đúng không? Bố là vàng đấy. Tìm hòn đảo khác anh em ơi, đảo nào nó có dân làng đấy thì mai ra nó có phúc kiện trong đấy. Pháp này rộng lắm. Đấy nó đấy, bắt sáng luôn rồi.